con xin sám hối tôi còn ác tâm mà trộm cướp ác nghiệp của thân. Nếu không sám hối thâm phần khổ đau ơi. Trong kinh đã dạy như sao, vật kia có chủ mặt dầu nhỏ nhiên, cọng rau ngọn có cây kim mà không cho chẳng được mưa tìm đoạt sang, huống chi liền lấy trộm càng. Chỉ vì lời nhỏ nghiệm oan ngầm đầu, chịu nhiều khổ bao rất sâu, xa vào địa ngục muôn màu hải kinh. Chịu bao thống khổ gia hình, hoặc tìm nẻo giữ súc sinh mà vào lạc đà lừa ngựa bò trâu, đem thân vác nặng cúi đầu trả oán. Làm người cũng chẳng an toàn, làm thân tôi tớ để hoàn tội xưa, trộm cướp có bao chẳng vừa. Nay còn sám hối xin chừa lòng tham, nay xin sám tội đã làm, mà kể từ vô thủy lòng tham năm trời. Bán vàng tài sản của người, hoặc dùng sức mạnh giữa hơi công quyền, nói lời xuôi ngưỡng đảo điên, công từ chiếm đoạt lợi riêng cho mình. Hoặc về hối lộ gia hình, bé ngay thành vài cố tình hại nhau, hoặc làm quan lại đứng đầu, dung túng kẻ hạ mưu cầu tham ô. Của công quản lý hồ đồ, chia bai cắt xén lợi to về mình, thuế nồng thuế mãi không trình, qua đò vườn ai cố tình đi không, này con phát lộ cầu mong. Ăn năn sám hối ăn đồng triệt tiêu, lại trừ bao kiếp xưa lâu, độ dùng tam bảo cung cầu đoạt trăng, nhan đèn pháp khí tượng kinh, cũng đồ ẩm thực để dành nuôi tăng. Áo quần thiên tinh cung dường, cũng rình trộm cắp làm gương thấm hèn, cao dừa củi đuốc dầu đèn, lụa tơ phan lòng cất riêng để xài, quả hoa thiên tinh cung bài, ý quyền thao túng lấy xài tự nhiên. Nay còn sám hối tội kiên, chư phần Bồ Tát Thánh Hiền chứng tri, kể từ vô thủy mà ghi, tội con chồng chất cũng vì tánh tham, mà của thầy của bạn cũng ham ăn. Cũng vì lời lòng mà cam dối lừa, xóm giềng thân cận chẳng ưa, rơi rào thê vắng chín bừa đất đai, của người sáng đòa không khai, của công bọn rút mà xài biệt thiên an. Con xin chư Phật Thánh Hiền chứng minh con nguyện tinh chuyên sám trừ, kể từ vô thủy đến giờ đành thành pha nướng đạo mồ lương dân. Em người mang đỡ thân nhân, em cho sải nghe tàn đàn mới cảm ơn.
Cõi tình vô cáo cầm nha ma gây nên hoàng trai bất nam chia lìa tạo bao thảm cảnh não nề nay xin sám hối trăm bề ăn năn kể từ vô lượng thời gian lạnh giao thương mãi lạnh hàng mang buông bán thì cân nhẹ đau non buông thì nài em chẳng còn nướng tay cắt đo thực tất ngăn dài đổi hàng tốt xấu ra tài con buông tìm cầu chúng lời con chẳng nề gian xảo núi non nào tay dân lời thề nguyện hôm nay ăn năn sám hối phận thầy chứng minh kể từ vô lượng kiếp sanh soi tường quyết vách nổi danh cường đồ chẳng che cướp vật đổ hồ trong thì lấn lướt ngoài hồ ly tình mượn trò bói toán tương tình dối gian miệng lợi cho mình mà thôi anh án kia nói chẳng đủ lời nay con sám hối nướng nơi phần đa cầu cho ác nghiệp được tha chư tôn hiền thánh thương mà chứng minh tội kia con đã chi thành ăn năn sám hối tội tình hoàng không nhờ công đức sám hên lòng mà được ngọc như ý hành thông đời đời ngọc châu mưa xuống từ trời ý phục thực phẩm muốn thời có ngày ăn không còn ý tưởng trộm vay người người đều biết đủ đầy chẳng tham lỗi lầm chẳng nhiễm tâm can lại ưa bố thí rải ban phước lành hồi hướng cầu nguyện hoàn thành thiền tâm thí độ chúng sanh